cái vòng hồng thôi gớt người ta này, giống giống hồng quân của Mao Trạch Đông rụng rời giống không, tự nhiên rớt giống như bài hồng tàn giữa mùa xuân á, cay quá. Hello con chưa đi về Việt Nam hả? Tới rồi mới đi hả? Này giống như khăn vàng đỏ của cháu ngoan Bắc Hồ á, rụng rơi dưới đất nè, cờ đỏ sao vàng rụng, cũng sắp rụng rồi đó. Nhưng mà mình giờ giấc á, những gì kiện nói trên mạng 203 cái clip nó trúng 90%, 10% không ai nói được, cả Đức Thầy Ngài cũng là sư phụ sư kiệt, Ngài cũng nói như vậy. Cả những nhà lỗi lạc Notre Dame cũng không nói trúng hết. Thời xưa có thể nói trúng 50% vào Venga Notre Dame, ông gì, ông Casey gì đó, hay những nhà mà có thành thông mà của thế giới đó, là 70%, chỉ có Việt Nam mình lên tới 90% là dữ lắm rồi. Tại vì mình là trực tiếp cầm máy truyền tin về bển, không gọi liên lạc thường xuyên cập nhật mỗi ngày. Thì Đức Thầy Ngài nói là cả ta 80 à, 20% là hội đồng chư Phật, cả triệu chư Phật, nó cũng như Liên Hiệp Quốc đó, mà trên trời mà. Rồi cha là Thượng Đế, là người phán xét cuối cùng để coi cái sự thay đổi nó như thế nào. Nhưng mà sofa qua 3 năm trời, những ngày tận thế lãnh nhiệm vụ Phật, Tiên, Thánh, Bồ Tát hạ phàm hết rồi đó, đa số xuống trần kỳ này nhảy dù cũng giống như C-130 mà nhảy dù, mình coi phim vậy đó. Thì Kiệt là một trong những đội quân của Thượng Đế. Thì cha cho những ngày đầu tiên lên mạng nói, thì mua cái quả đồi Thiên Long Sơn, bắn cái trái ánh sáng lên, điều hành quân mà biết rồi phải không, cao độ bắn ánh sáng lên thì gọi là Bảo Sơn Thiên Tử Sức. Thì từ đó để cho những cái đội quân mình trước tiên là biết chỉ huy trưởng, chỉ huy phó đồ, tổng tham mưu nằm đầu, thì đại khái là cái ngụ ý giống vậy. Thì Thiên Long Sơn ra đời rồi. Kiệt là người biết cơ vận rất là nhiều năm rồi, mà lúc đó không có dám lộ cơ, cả trong gia đình cũng không có nói nữa. Để nói ta không bao giờ ta tin, cả bác Hân Kiệt cũng không tin thời xưa. Ngày qua ngày, khi mình càng không tin thì mình càng bị ký đạo, ký một lần nhức đầu lắm á, ê ốc luôn. Giết giờ cũng phải tin, rồi mấy vị kêu kiểm chứng, rồi từ từ xuống. Thì những cái gì mà Kiệt mang được cái trình độ học vấn mà của người phạm á, chẳng là cái gì, lớp 4 qua Mỹ, qua đây một thằng nhóc thì qua đây học lớp 7 của Mỹ, rồi lên lớp 8 của Mỹ, hết high school rồi xuống Nam Cali, rồi đi ra trường học kỹ sư vậy thôi à. Nhưng người bình thường thôi, không có gì gọi là ấy hết. Hồi xưa nói tiếng Mỹ lưu lót, hôm nay nói tiếng Việt ok, không có nói được tiếng Việt. Rồi đi mở hãng rồi nói tiếng Việt với nhân viên không, rồi những cái gì quan trọng thì giao cho manager đi làm, nó đi nói với người Mỹ. Riết bây giờ xài tiếng Việt nhiều, tiếng Mỹ cái accent nó hơi khác rồi, nhưng mà sau này chắc phải dợt lại, nhưng mà chữ nghĩa là biết hết. Thì đại khái khi mà Bảo Sơn Thiên Tử Sức, Bảo Sơn là núi Thiên Long Sơn, là Bảo Sơn để cho cái đội quân của cha lúc mà nhảy dù xuống không có mất phương hướng. Tại vì khoảng 5.000 vị Bồ Tát xuống trần, trong đó mà bị nhiễm trần á, là cũng là hơn phân nửa rồi, cũng giống như xuống thế gian này đâu phải dễ đâu quý vị. Không tiền bạc á, thì thân trước thân sau, không thân trước thân sau thì gái gú vật chất gia đình kéo. Trong hàng ngũ Bộ Chính trị của Việt Cộng, Việt Nam, cả Trung Cộng, không phải ai cũng là con của quỷ đâu á, đúng không? Trong đó Phật cũng cho đầu thai vô làm mớ chức cũng cao lắm,
nhưng mà chức cao á, rồi đi trong một cái nguồn máy á, họ cũng bị nhiễm trần, họ cũng bị ngã, thiên mang thân ngũ ẩn. Nhưng mà trong lương tâm của họ, họ biết họ làm sai, cũng không sao, về giường đi, nằm đó chờ. Gần đây mình thấy ba ông bị bắn rớt đùng 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 á, chờ được thầy xuất hiện, chờ kỳ xuất hiện, thì những người này người ta cũng trở lại, người ta làm việc trở lại à. Tại cái ý chí là như vậy mà, cái tập khí của mình á, đã là lo cho quốc gia thì phải lo thôi. Con tầm thì bị nhả tơ, chứ con tầm không có nhả ra giấy được. Thì cái núi Thiên Long Sơn ra đời trước khi Covid thì cũng bắt đầu ở trên cho lộ cơ, cho thì mình mới dám lộ. Ai là Bồ Tát lộ cơ, người đó phải đi về chết, thiên cơ bất khả lộ. Nên nhớ một điều, nhưng mà không phải người nào cũng bất khả lộ nha. Ai có thần thông lộ là mất thần thông. Thần thông đi tìm rất là khó, có thể tu cả đời nhập thất mà không ăn động, nhưng mà lộ thần thông là mất. Trừ cái những người có sứ mệnh đặc biệt thì nó khác. Cho nên tới ngày hôm nay cái những người không hiểu sao ông nói thiên cơ xong lộ, tôi không lộ tôi mới bị quýnh á. Tại lộ là giờ chót được lộ, để cho những cái người nhảy dù đi xuống. Bởi vì trong kinh Phật cũng có nói, cái gì nó cũng phải chuyển chuyển từng theo ngày, từng theo phút. Hồi xưa thì những áo vàng cạo tóc độ chúng sanh, độ đời. Tới thời mạt pháp này, màu sắc với âm thanh không còn mà ai mà chạy theo màu sắc với âm thanh, tức là giọng ngọt, giọng im gì đẹp trai rồi đó, với màu vàng rồi đó, thì là Phật sai. Còn áo vest hay là áo nâu, áo đen gì đó thì khác. Cái quan trọng là lời thật, việc thật, nói thẳng, nói thiệt mới là quan trọng. Chúng sanh vô minh, nhưng mà không phải ai cũng vô minh hết. Cũng có một số người ta còn chánh kiến, người ta biết nhận xét được. Thì họ thiên hôm nay ra đời thế giới, có cái thiên tâm đạo ra đời của cha đặt xuống. Ở Mỹ này cũng rất là nhiều, Việt Nam cũng rất là nhiều, sau này sẽ lan rộng toàn nước Việt. Và họ thiên sẽ thống lãnh một cái đạo lớn để mà thu thống nhất tất cả các đạo trên thế giới, không còn thánh chiến giống như lâu nay đạo Hồi giáo hay là Công giáo đấu nhau để mà giành cái Jerusalem gần mấy nghìn năm nay, biết nhiều người chết. Mấy vị hiểu á, một con kiến chết cũng bị tội, cũng bị nghiệp. Huống hồ cái Jerusalem mà đấu nhau bên Hồi giáo La Mã đấu với khối của Do Thái này nọ, chỉ dành cái ngôi nhà của Chúa chết xưa thôi, có đáng không? Trời Phật nào đâu có để cho nhiều người chết như vậy hoài được. Cho nên sau này thánh địa của Thiên Tâm sẽ về núi Cấm và Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang chính. Lúc đó nhân loại có một cái đạo mới, không còn thánh chiến nữa. Tại vì tất cả các đạo trên thế giới này đều là thờ Thượng Đế hết nha. Đạo Hồi giáo cũng thờ cha Allah là Thượng Đế đúng không? Công giáo Do Thái giáo cũng là thờ cha Thượng Đế. Thiên Tâm Đạo cũng thờ cha. Chỉ có Phật giáo là một giáo sư, thì Phật chỉ nói chuyện của Phật, Phật không có nói rộng rãi hơn về cha về mẹ. Nhưng mà Phật không, Phật chỉ nói cho con của Phật đó, là Phật chỉ giảng có nắm lá thôi, trong rừng thôi, chứ không phải một rừng lá. Lúc đó có một nhà hỏi Phật, Phật chỉ nói gì đó, thì chuyện của Phật, Phật nói của Phật. Nhưng những người thầy lớn trong Phật giáo, nhất là Tây Tạng, họ lên núi, họ gặp tượng của cha mẹ, họ lại mọp luôn rồi á. Chỉ có thầy Việt Nam gặp tượng cha mẹ nhìn cái cực cười vậy. Không nào, rau mão giống vua cầm lông rồi không, mất kính. Nhưng mà thầy Tây Tạng gặp là người ta lại. Thì tại sao? Thì cái đó mình phải hỏi lại mấy thầy Việt Nam là tại sao, chứ thì cũng không biết tại sao. Đưa miếu như ông lên trên núi rồi,
trừ khi những ông mà lại đó là hòa thượng Thái Quang. Xưa hòa thượng Thái Siêu lại, hòa thượng Thái Quang lại, hòa thượng Thích Nguyên Đạt lại, những vị thầy lớn của Việt Nam ở vùng Bắc Cà Ly á, mấy ông đó lại. Còn thầy Kim Sơn lên núi cũng không lại. Rồi mấy ông thầy nhí nhí thầy Pháp Trơn, rồi mấy ông Quảng Bảo đồ đâu có lại. Tại mắt mà ông không có nhìn thấy Phật, mắt mà ông nhìn thấy tiền á, ông đâu có lại được. Còn thầy Thắng Quang, thầy Nguyên Đạt, thầy Thế Siêu, những vị thầy mà có một chút định lực á, thì người ta lại, thấy tượng cha tượng mẹ trên núi thì người ta lại. Hồi đó thầy Thích Nhật Từ cũng có lên núi mình á, vô hội trường, ông thấy tượng cha tượng mẹ ông cũng đâu có lại. Thì cái đó mình phải coi theo mỗi cặp mắt họ nhìn như thế nào, họ hiểu như thế nào. Thì cũng ngược lại, cái thằng con của cha cũng ngồi đây, cũng phải tùy theo 100 tất cả những người Việt Nam trong nước và hải ngoại nhìn như thế nào, cặp mắt có sát hay là cặp mắt bị ghẹt đó, đóng nhiều quá cườm đó. Người nào muốn thấy được việc, người đó phải đọc kinh, giữ cái giới 12, đọc kinh, ngồi thiền thì sẽ thấy rõ kiệt. Vì cái tâm nó không có sáng sẽ không bao giờ nhìn thấy thiên tướng kiệt. Chỉ có đọc kinh, ngồi thiền, tâm sáng, trí tuệ sáng sẽ nhìn thấy. Còn nếu mà cái tâm mà lu mờ thì dầu cho đang mang hội thiên cũng từ từ á, cũng sẽ không nhìn thấy. Đó là quy tắc bất di bất dịch từ đây cho tới ngày bỏ xác phàm này. Nên cái giới 12 là cái giới dễ ăn nhất, là ngày đọc thời kinh và ngồi thiền nửa tiếng. Thì giống như mình đổ dầu vô cho cái đèn mình, cái đuốc mình cho sáng lên, thì lúc đó mới thấy rõ mặt thiên tướng kiệt lại. Còn nếu mà không giữ giới thứ 12 á, không bao giờ thấy được. Rồi từ từ lu mờ á, rồi á nhảy ra khỏi thiên bát nhã, rồi á thiên tướng kiệt sư phụ này cứu không có nổi á. Tại vì mỗi một ngày mình đều ra đường, mình tạo phước và tạo tội. Những vị Bồ Tát, những vị Phật, những vị Thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, những vị tiên trưởng, tiên lớn, những vị thần, thiện thần, cùng xuống muốn mà thành Phật mà thoát luân hồi sinh tử và cõi Phật A Di Đà hay Phật Thích Ca mà nhập diệt á, niết bàn, cũng phải xuống trái đất này, cũng phải bắt buộc phải trở về cái quả địa cầu này. Bất cứ ai cũng vậy, cả những vị hộ pháp của vô kỳ cũng mấy ngày cũng nói là sau này mấy vị cũng phải mang thân người về Nam Thiện Bộ Châu này, chịu khổ của cái cõi ta bà này để mà được thành Phật. Còn ở trên trời muốn thành Phật khó lắm. Mình xuống đây, nếu mình hên á, mình chết sớm ở hai mấy tuổi là mình hên, là mình tu rồi mình đi về, thì bằng ở trên kia là bằng mấy tỷ năm tu ở trên trời. Ở trên trời nó không có cái khổ và không có cái cơ hội để mình làm từ thiện, không có cơ hội để cho mình cố gắng. Cho nên nó cái gì cũng dễ hết. Cho nên tất cả bao nhiêu nghìn triệu triệu vị Phật đều phải về cái trái đất này mới tu được. Trên trời không có tu được.